Như vậy là Tết sắp đến rồi và chúng ta lại chuẩn bị có thêm tuổi mới cũng như khởi đầu một năm mới với nhiều điều mới mẻ hơn. Đầu tiên thay mặt Hùng Mobile thì mình xin được chúc tất cả các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Trong không khí mua sắm cuối năm thì trong cái tầm giá hơn 3 triệu nếu như chúng ta đang tìm một chiếc sản phẩm đến từ Samsung thì sẽ có hai sự lựa chọn, đó chính là Galaxy Note 3 và Z7 2016 là những sự lựa chọn không thể bỏ qua. Và trong luôn ngày hôm nay thì mình sẽ so sánh chi tiết giữa hai sản phẩm này và chúng ta hãy cùng nhau xem sản phẩm nào mới là sự lựa chọn xứng đáng dành cho bạn nhé. Đầu tiên là về tình trạng sản phẩm thì đối với Galaxy Note 3 thì nó là một chiếc flagship nhưng đã được ra mắt cách đây khá lâu rồi, từ hồi tháng 9 năm 2013 cơ. Và giờ đây nó chỉ còn máy cũ mà thôi. Còn đối với Galaxy Z7 2016 thì đây là một sản phẩm vừa mới được Samsung ra mắt vào hồi tháng 4 năm 2016. Và khi các bạn mua sản phẩm này thì các bạn sẽ mua được cho mình là một sản phẩm mới 100% nguyên hộp. Tất cả còn nguyên siêu nếu như các bạn mua hàng tại Hùng Mobile. Cũng như theo hộp thì chúng ta sẽ có đầy đủ bộ phụ kiện bao gồm sạc cáp và tai nghe. Tiếp đến là về thiết kế thì trong năm 2016 thì Samsung đã rất chú trọng đầu tư đối với các sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ và tầm trung của mình. Cộng với thời gian ra mắt còn rất mới cho nên Samsung Galaxy Z7 sẽ có những cái thiết kế mang rất là nhiều những cái điểm hiện đại. Z7 2016 thì sẽ có khung viền được làm bằng kim loại rất là cao cấp và nó khá giống với chiếc Galaxy S6 mà sẽ cho cảm giác khá sang trọng, chắc chắn và cầm đầm tay hơn rất là nhiều so với chiếc Galaxy Note 3 chỉ có viền bằng nhựa và nó được giả làm kim loại. Và qua thời gian sử dụng thì trên Galaxy Z7 2016 thì nó cũng sẽ không có hiện tượng bị bong chóc cái phần viền, nó giống như ở trên Galaxy Note 3 này. Mặt lưng thì cả hai đều được làm bằng nhựa, tuy nhiên ở trên Galaxy Note 3 thì nó sẽ được làm vân giả ra, còn trên Z7 2016 thì nó sẽ được phay xước và giả kim loại. Về mặt lưng thì máy nào đẹp hơn thì đấy là do cái mắt thẩm mỹ từng người. Tuy nhiên thì trên chiếc Galaxy Z7 2016 này thì nó sẽ cho chúng ta một cảm giác cầm nắm nó thoải mái hơn khi mà xung quanh nó đều được bo tròn vào cái phần viền này. Hơn nữa Galaxy Z7 2016 thì nó sẽ có kích thước gọn hơn với màn hình 5.5 inch, còn đối với Note 3 là 5.7 inch. Như bạn để thấy thì chiều cao của hai sản phẩm này bằng nhau, tuy nhiên thì cái bề rộng thì Note 3 nó sẽ rộng hơn so với Z7 2016 khoảng 3mm gì đấy. Có một điều mà Galaxy Z7 2016 thiệt hơn đó chính là nó sẽ không được trang bị cái bút cảm ứng S Pen này, sẽ mang cho chúng ta những cái tính năng nó cũng khá thú vị. Tuy nhiên thì mình đã sử dụng Note rồi và mình gần như là không bao giờ sử dụng cái bút này luôn. Tiếp đến màn hình thì cả hai sẽ được trang bị những cái màn hình có độ phân giải Full HD và sử dụng tấm nền Super AMOLED. Đối với Galaxy Note 3 thì màn hình nó sẽ rộng hơn một chút với 5.7 inch, còn Galaxy Z7 2016 thì là 5.5 inch. Cả hai sản phẩm này thì đều cho màu sắc hiển thị nó khá là tương đồng với nhau, tuy nhiên ở trên Galaxy Z7 thì nó sẽ có độ sáng cao hơn một chút. Và về cái phần màn hình thì mình đánh giá cả hai sản phẩm này gần như là tương đương nhau, nó không có sự khác biệt với nhau quá nhiều. Còn về phần mềm thì Galaxy Z7 2016 là một sản phẩm vừa mới ra mắt cho nên là hiện tại nó đã được cập nhật lên Android 6.0. Còn Galaxy Note 3 thì hiện tại nó chỉ ở 5.0 mà thôi. Và như các bạn có thể thấy thì giao diện ở trên Galaxy Z7 2016 thì nó sẽ được làm nó đẹp mắt hơn. Và cũng như là mình dùng thì sẽ thấy là nó mượt mà hơn so với cái bộ giao diện cũ ở trên Galaxy Note 3. Tiếp đến là về cấu hình thì Galaxy Note 3 sẽ sử dụng một con chip xử lý là Snapdragon S800 và có 4 nhân. Còn Z7 2016 thì nó sẽ sử dụng một con chip thế hệ mới hơn được Qualcomm sản xuất để dành riêng cho các sản phẩm tầm trung, đó là S617 và nó sẽ có 8 nhân. Cả hai đều có bộ nhớ RAM 3GB, tuy nhiên Galaxy Z7 2016 lại có nhân đồ họa là Adreno 405 mạnh hơn so với nhân đồ họa là Adreno 330 ở trên Galaxy Note 3. Và mình đã có video speed test so sánh hiệu năng hai sản phẩm này thì Galaxy Z7 sẽ cho kết quả là cho tốc độ mở ứng dụng cũng như là khả năng đa nhiệm nó tốt hơn ở trên chiếc Galaxy Z3. Tiếp đến là cái camera ở hai sản phẩm này. Đầu tiên về thông số, ở camera sau thì Note 3 nó sẽ có độ phân giải là 13.1 megapixel và khẩu độ là f2.2. Còn ở trên Z7 2016 vẫn là có độ phân giải là 13.1 megapixel, tuy nhiên nó lại có khẩu độ mở lớn hơn, đó chính là f1.9. Về giao diện chụp ảnh thì ở trên Galaxy Z7 2016 thì nó sẽ cho chúng ta một cái giao diện trông nó trực quan hơn và các bạn có thể điều khiển được các tính năng một cách nó dễ dàng hơn rất là nhiều ở trên Galaxy Note 3. Và đặc biệt ở trên Z7 2016 thì sẽ được Samsung tích hợp thêm cái khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp. Đây là cái điều mà trên Galaxy Note 3 hay là những cái sản phẩm mà được ra mắt cách đây khá lâu rồi không được trang bị.
Tốc độ chụp ở trên Galaxy Z7 2016 được cải thiện nó nhanh hơn một chút so với Galaxy Note 3. Và do có khẩu độ lớn hơn cho nên Galaxy Z7 2016 sẽ cho chất lượng ảnh chụp cũng tốt hơn. Và góc chụp ở trên Galaxy Z7 2016 thì nó cũng sẽ rộng hơn. Và ở đây chúng ta có thể thấy ở điều kiện đủ sáng thì Galaxy Z7 2016 sẽ cho những bức ảnh nó chi tiết hơn và nó có chiều sâu hơn. Và màu sắc thì nó cũng sẽ sống động hơn so với Galaxy Note 3. Và cái bức ảnh này thì mình chụp ở trong điều kiện nó hơi ngược sáng một chút. Và như các bạn có thể thấy ở cái vùng tối ở trên Z7 2016 cũng sẽ thể hiện một cách chi tiết hơn ở trên Galaxy Note 3. Còn khi chụp trong điều kiện thiếu sáng thì Z7 2016 đã nêu bật được cái lợi thế khẩu độ rộng của mình một cách khá là rõ rệt. Và như các bạn có thể thấy thì ảnh chụp ở trên Z7 2016 ở trong điều kiện thiếu sáng đối với so với Galaxy Note 3 sẽ tốt hơn rất là nhiều, ảnh sáng hơn, có chiều sâu, cũng là các chi tiết được thể hiện rõ hơn rất là nhiều như các bạn có thể thấy ở trên hai bức ảnh này. Còn về camera trước thì ở trên Galaxy Note 3 sẽ có độ phân giải là 2.MP, còn Z7 thì nó sẽ có độ phân giải là 5.MP. Trước cần phải so sánh thì các bạn có thể biết được là sản phẩm nào sẽ tốt hơn là sản phẩm nào. Ở trên Z7 2016 thì nó sẽ cho chúng ta một góc chụp nó rộng hơn, ảnh sắc nét hơn và các màu da cũng là bối cảnh xung quanh thì cũng sẽ được thể hiện màu sắc nó sống động và trông nó có sức sống hơn. Và xét về các tính năng hỗ trợ thì ở trên Galaxy Note 3 thì nó chỉ cho chúng ta một cái khả năng làm đẹp, đó chính là chế độ làm mịn da. Còn ở trên Z7 2016 thì nó còn cho chúng ta thêm khả năng là làm thon khuôn mặt và chế độ làm to mắt. Và một điều rất là đặc biệt nữa đó là Samsung đã tích hợp ở trên Z7 2016 một cái đèn flash ở phía trước. Cái điều này thì sẽ giúp cho sản phẩm này chụp ảnh ở trong cái điều kiện thiếu sáng nó tốt hơn. Cuối cùng là về pin thì Galaxy Note 3 sẽ được trang bị viên pin có dung lượng là 3200mAh, còn Z7 2016 thì nó sẽ có nhỉnh hơn một chút, đó là 3300mAh. Tuy nhiên, cái hiệu năng ở trên Z7 2016 lại được tối ưu tốt hơn rất là nhiều. Và bằng chứng là kết quả thử nghiệm ở trên trang công nghệ Phone Arena cho biết Z7 2016 cho thời gian sử dụng bật màn hình sáng liên tục lên tới 11 giờ đồng hồ. Trong khi đó ở Note 3 thì chỉ là 6 giờ 8 phút và cả hai đều cho cái thời gian sạc nó cũng gần bằng nhau, khoảng là từ 130 cho tới 140 phút. Và như vậy là mình vừa hoàn thành xong bài so sánh chi tiết giữa Galaxy Note 3 và Z7 2016. Tóm lại, Galaxy Note 3 là một flagship nhưng lại được ra mắt khá lâu rồi và tỏ vẻ kém cạnh hơn khá là nhiều so với Z7 2016 ở trên mọi mặt. Từ là một sản phẩm cũ này cho tới hiệu năng camera và pin đều kém hơn so với Z7 2016. Và đương nhiên với mức giá thì xem nhau thì Galaxy Z7 2016 sẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Nếu như quan tâm tới hai sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập vào website hùngmobile.vn để xem chi tiết hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.